Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng đến với Forever 25. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi Wakai Beach. Mở đầu khung cảnh rất là đẹp đúng không? Cùng đón xem hành trình này với mình nhé. Wow. Mọi người có nghe thấy tiếng sóng vỗ đúng không? Khung cảnh buổi chiều vô cùng thanh bình ở đây. Cứ vào tầm 4 đến 5 giờ chiều, tuyệt vời nhất là được đi ra những bãi biển gần nhà, thưởng thức không khí mát mẻ trong lành, đón ánh nắng hoàng hôn và được ngửi mùi của bãi biển. Tính gần lên cho mọi người còn. Mấy hôm vừa rồi đi du lịch mạo hiểm nhiều rồi, hôm nay quyết định là sẽ dẫn mọi người đi ngắm biển, thư giãn, relax một chút. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better. I don't know why I should be so lonely. When I close my eyes. Bãi biển Wakai nằm không cách xa lắm trung tâm thành phố Darwin, khoảng tầm 1 đến 1 tiếng 15 phút lái xe là bạn đã có thể đến ngay một nơi rất là yên bình, rất là thư giãn. Đặc biệt là ngày cuối tuần, đón cả gia đình đi còn gì tuyệt vời hơn đúng không? Mọi người xem bóng của mình này. Đấy, cầu cảng rất là thanh bình. Bây giờ dẫn mọi người qua bên kia xem cầu cảng đi nhé. Đường hơi trơn một tí, cả nhà thông cảm. Không biết là cuối tuần thì mọi người thích đi đâu chơi, còn mình thì đặc biệt là thích đi biển. Cảm giác không khí trong lành thực sự là rất là sung sướng mọi người ạ. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Đấy. Hôm nay là vào ngày thường cho nên rất là quang đãng, chứ bình thường vào cuối tuần ở đây đông dã man luôn. Hôm trước thì mình đã giới thiệu với mọi người đến Cork Country Club rồi đúng không? Thì cũng đi lối này. Mà hôm trước thì mình đi bằng phà, hôm nay thì mình lái xe đi để tận hưởng em xe mới của mình. Đấy. Quay một góc 360 độ cho mọi người coi. Bên này. Bây giờ dạo một vòng quanh cái khu cầu cảng này cho mọi người coi nhé. Nighttime dances color bills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault.
là trong lành thoải mái mọi người ơi. Đấy, mọi người có thấy thành phố ở phía bên kia không? Xa xa. Bây giờ có em cần câu, ở đây câu cá thì gọi là thao tưng bừng đúng không? Đấy. Phía bên kia là phía thành phố kìa. Hôm nay là vào ngày thường cho nên không có phà, chứ bình thường là phà đi tấp nập lắm mọi người ạ. Vừa nhắc đến vụ cần câu, ở bên kia đã có một cần thủ đang kiểu rất là chăm chỉ bắt cá. Chưa biết là đã bắt được chú nào chưa. Hôm nay có cả khu này cho riêng mình, thích quá mọi người. Đây có một cần thủ khác ở đây này. Be careful. Đường rất là trơn trượt, mọi người cẩn thận nhé. Bây giờ mình sẽ tận hưởng đây. Đấy, hôm nay là một cái video ngắn này để chia sẻ với cuộc sống thường ngày của mình ở bên Darwin như thế nào thôi. Cảm ơn mọi người đã xem. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.